Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cần chấm dứt độc quyền vàng miếng mới chấm dứt được tình trạng chênh lệch giá so với thế giới. Ngày 16 tháng 4, AFA tiếng Việt bình luận vì sao ngân hàng nhà nước cho đấu thầu vàng miếng SGC trở lại sau 11 năm. Theo đó, ngân hàng nhà nước ngày 15 tháng 4 đã công bố thông tin trên trang chủ cho biết đang hoàn tất công tác chuẩn bị đấu thầu vàng miếng trở lại với lý do để tăng nguồn cung cho thị trường. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SGC AFA dẫn lời Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà ngày 12 tháng 4 đang trên trang chủ của cơ quan này cho biết, Ngân hàng Nhà nước cho đấu thầu vàng miếng là một phương án can thiệp để ổn định thị trường vàng. Theo ông Hà, việc tăng cung vàng miếng nhằm xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. AFA dẫn trang Vietnam Plus đến ngày 15 tháng 4, giá vàng miếng SGC trong nước đã vượt mốc 85 triệu đồng cho một lượng, cao hơn giá vàng thế giới gần 14 triệu đồng một lượng. AFA dẫn lời giải thích của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, từ năm 1993 đến năm 2002. Ông Doanh cho rằng, Việt Nam có dự trữ ngoại tệ lớn hơn nhiều và việc xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng đã tăng lên rất cao. Vì vậy, việc đảm bảo tỷ giá cân bằng, tránh biến động quá lớn là cần thiết. Cho nên, ngân hàng nhà nước đã tham gia một cách tích cực can thiệp trực tiếp để giữ cân đối cung cầu trên thị trường vàng cũng như đảm bảo diễn biến một cách lành mạnh của thị trường ngoại hối. Điều này rất cần thiết để đảm bảo xuất nhập khẩu và cân đối vĩ mô của Việt Nam tiếp tục giữ được ổn định. AFA cũng dẫn nhận xét của giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, nguyên viện phó Viện Nghiên cứu Thị trường Giá Cả cho rằng đấu thầu vàng để tăng nguồn cung để bình ổn là hơi khó. Nếu làm nó phải là một quá trình, thực tế, trên thế giới không có một ngân hàng nhà nước nào là nhập nguyên liệu về đúc vàng, sản xuất vàng và cung ứng đem ra đấu giá để cân đối cung cộng. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy được AFA dẫn lời thì cho rằng, ngân hàng nhà nước nên chấm dứt tình trạng độc quyền nhập và phân phối vàng như hiện nay. Và đây là hình vàng miếng RTC, thương hiệu quốc gia, loại vàng do ngân hàng nhà nước quản lý sản xuất. Khi các rủi ro chính trị trên thế giới diễn ra một cách thường xuyên như gần đây, theo tiến sĩ Vũ nhu cầu giữ vàng như một công cụ để tích trữ tài sản gia tăng. Rủi ro chính trị càng tăng dẫn đến giá vàng tăng theo khi nhu cầu mua vàng tăng lên. Giá vàng thế giới tăng kéo theo giá vàng trong nước tăng lên. Ông Vũ nói tiếp, với người Việt Nam, vàng đã là một công cụ tích trữ tài sản từ rất lâu, ám ảnh bởi sự hỗn loạn của các thay đổi chính trị hay các chính sách kinh tế thất bại, người dân có xu hướng tự tích lũy tài sản để phòng thân. Vàng vì vậy luôn là một tài sản thân thiết của người dân. Việc độc quyền nhập vàng của chính quyền chỉ giúp làm giàu cho những cán bộ quản lý việc phân phối vàng ở các cơ quan chính quyền. Việc hạn chế nhập vàng cũng làm giàu cho những tổ chức và cá nhân nhập lậu vàng mà trong đó có sự liên quan của những quan chức hải quan. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng độc quyền không đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, có thể dẫn đến rối loạn thị trường. Vì vậy cần có biện pháp kiểm soát độc quyền trong kinh tế thị trường, bất kể là vàng hay cả các hoạt động độc quyền khác. Việt Nam hiện nay cũng bắt đầu có năng lực kiểm soát diễn biến và hoạt động của các công ty độc quyền của Việt Nam. Theo tôi, diễn biến cho đấu thầu vàng không liên quan trực tiếp đến tham nhũng, mà nó liên quan trực tiếp đến tỷ giá và diễn biến của ngoại tệ. Hiện nay đang có khoảng chênh lệch nhất định giữa tỷ giá của thị trường chợ đen, ông Doanh cho biết thêm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cần chấm dứt độc quyền vàng miếng mới chấm dứt được tình trạng chênh lệch giá so với thế giới. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chương trình hộ chiếu vàng tạo một lối thoát hiểm cho Hoàng tham. Ngày 15 tháng 4, BBC Tiếng Việt bình luận dòng tiền từ Việt Nam tạo hộ chiếu vàng, tìm nơi trú ẩn vàng cho tham nhũng. Theo đó, chương trình hộ chiếu vàng hay còn gọi là đầu tư mô quốc tịch đang được những người giàu có từ Việt Nam và các nước khác săn đón. Tuy nhiên, chương trình này đang bị lên án vì có thể cung cấp một lối thoát hiểm cho quan chức tham nhũng. BBC dẫn lời bà Eka, nhà vận động chiến dịch từ Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết, đến nay đã có các trường hợp, những kẻ đào tẩu đã nộp đơn để có được hộ chiếu và thị thực vàng ngay trước khi chuyện họ phạm tội tham nhũng hay lừa đảo được đưa ra ánh sáng. Theo BBC, năm 2023, một phúc trình về chương trình hộ chiếu vàng tại Anh do Bộ Nội vụ thực hiện đã phát hiện một số lượng nhỏ nhà đầu tư nước ngoài thuộc diện nguy cơ cao về việc có liên quan đến tham nhũng hay hình thức tội phạm có tổ chức. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cũng dẫn lời ông Dominic Volek, giám đốc kinh doanh của Henley Partners, hồi tháng 2 năm 2024 cho biết, ở khu vực Đông Nam Á, công dân Việt Nam chiếm gần 25% số đơn đăng ký chương trình đầu tư nhập tịch và là thị trường lớn thứ tư toàn cầu của công ty. BBC cho biết Việt Nam luôn kiểm soát chặt việc cán bộ, công chức đi nước ngoài vì lý do bảo vệ bí mật quốc gia, ngăn chặn tình trạng cán bộ, viên chức bị thế lực phản động lôi kéo. Điều 34 Quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị quy định đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ, nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản, mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Tuy nhiên, BBC bình luận các cơ quan công quyền có thể nắm được việc cán bộ đảng viên có mua quốc tịch khác hay không hay âm thầm chuyển tài sản ra nước ngoài hay không còn là dấu chấm hỏi. Ngoài ra vẫn theo BBC, vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng là điều luôn được dư luận quan tâm ở Việt Nam. Trong các đại án tham nhũng, tỷ lệ thu hồi được cho là thấp và khả năng một lượng tài sản lớn đã bị tuồn ra nước ngoài từ trước. Và đây là hình cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, người đã trốn truy nã từ năm 2020. Cho đến nay vẫn không rõ tung tích của một số cá nhân là cựu cán bộ nhà nước hoặc liên quan đến sai phạm tại cơ quan nhà nước đang bị truy nã đỏ như cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhạc. BBC đề cập đến chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tiếp tục nóng khi trong 15 tháng qua, hai phó thủ tướng, hai chủ tịch nước và một thành viên bộ chính trị khác đã bị buộc phải từ chức. Dự báo lò của ông Trọng sẽ tiếp tục đỏ lửa, ít nhất là từ đây tới trước đại hội đảng 14 vào đầu năm 2026. BBC dẫn lời phó giáo sư Christine Surak cho hay, có khoảng 60 nước đang cung cấp hộ chiếu vàng, 20 nước cho phép nhập tịch với khoản đầu tư và một nửa trong số các nước này có hơn 100 ứng viên mỗi năm. Nhưng nhiều nước hiện đã chuyển sang hạn chế chương trình này vì các nguy cơ đầu tư mua quốc tịch. BBC cho biết thêm, năm 2022, chính phủ Anh đã chấm dứt chương trình cho phép các công dân nước ngoài trú tại quốc gia của mình nếu họ mang tài sản theo cùng. Năm 2023, Iceland cũng bỏ chương trình hộ chiếu vàng. Bộ Đào Nha đã chỉnh sửa chương trình của mình, không còn cho phép mua tài sản để đổi lại định cư, nhưng tiếp tục chương trình thông qua việc chuyển giao nguồn vốn và đầu tư trong các hoạt động nghiên cứu. Tây Ban Nha cũng lên kế hoạch xóa bỏ chương trình hộ chiếu vàng có nội dung cung cấp một lộ trình định cư nhanh chóng cho những công dân không thuộc liên minh châu Âu để đổi lại các khoản đầu tư tài chính lớn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Chương trình hộ chiếu vàng tạo một lối thoát hiểm cho Hoàng tham. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.